Này thiện hiện các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy bốn niệm trụ, cũng chẳng tư duy bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy pháp môn giải thoát không, cũng chẳng tư duy pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy năm loại mắt, cũng chẳng tư duy sáu phép thần thông mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy mười lực Phật, cũng chẳng tư duy bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại tử, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám Pháp Phật bất cộng, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy Pháp không quên mất, cũng chẳng tư duy tánh luôn luôn xả, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện các đại Bồ Tát, cần phải chẳng tư duy trí nhất thiết, cũng chẳng tư duy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện các đại Bồ Tát, cần phải chẳng tư duy tất cả pháp môn Đà La Ni, cũng chẳng tư duy tất cả pháp môn Tam Ma Địa, mới đủ khả năng tu các hạnh đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện các đại bồ tát cần phải chẳng tư duy quả dự lưu cũng chẳng tư duy quả nhất lai bất hoàn a la hán mới đủ khả năng tu các hạnh đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện các đại bồ tát cần phải chẳng tư duy quả vị độc giác mới đủ khả năng tu các hạnh đại bồ tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy tất cả hạnh đại Bồ Tát mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy sắc, cũng chẳng tư duy thọ tưởng hành thức mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy nhãn xứ, cũng chẳng tư duy nhĩ tĩ thể thân ý xứ mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà các đại Bồ Tát cần phải chẳng tư duy sắc xứ, cũng chẳng tư duy thanh hương vị xúc pháp xứ mới đủ khả năng tu các hạnh đại Bồ Tát, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột.